Một trái tim lớn đã hòa vào yên bình của làng quê, đất nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về với thế giới của người hiền. Cổng làng quen thuộc đã bao lần đón đưa người con ưu tú của quê hương. Đường làng lại đà gắn với nhịp bước chân của Tổng Bí thư từ ngày thơ bé đến tận những năm tháng cuối đời. Chiều nay lặng lẽ trong nỗi buồn thương. Sau lễ truy điệu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nơi sân tang nhà văn hóa thôn Lại Đà, rất nhiều người dân đứng lặng, hướng lên màn hình theo dõi lễ di quan và lễ an táng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nghĩa trang Mai Dịch. Dưới nắng thu, tiếng khóc lan đi từ nhà văn hóa thôn Lại Đà, tiễn biệt người con ưu tú của quê hương về nơi an nghỉ cuối cùng. Nơi bàn ghi sổ tang, những quyển sổ tang đã lật dở đến những trang cuối cùng, lưu giữ bao tình cảm tiếc thương, kính trọng của người dân huyện Đông Anh nói riêng và người dân từ mọi miền tổ quốc đến dành cho Tổng Bí thư. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về với thế giới của người hiền, nhưng những hình ảnh thân quen của người vẫn còn đó. Trong không gian nhà văn hóa thôn Lại Đà, người dân lặng ngắm những bức ảnh của Tổng Bí thư được trưng bày trong lễ quốc tang. Bức ảnh chụp Tổng Bí thư về thăm trường tiểu học Đông Hội vào năm 2014, Tổng Bí thư dự lễ kỷ niệm 140 năm ngày thành lập huyện Đông Anh, chụp năm 2016, Tổng Bí thư dự lễ trao thưởng cho học sinh trong dòng họ Nguyễn Phú, v.v. Và đặc biệt xúc động là hình ảnh chụp Tổng Bí thư và gia đình gói bánh chưng tại nhà riêng dịp Tết Nguyên Đán vào năm 2019. Hình ảnh một vị lãnh đạo cấp cao bỗng trở nên bình dị, gắn bó với quê hương, họ tộc, gia đình. Cổng làng quen thuộc đã bao lần đón người con ưu tú của quê hương. Đường làng Lại Đà gắn với nhịp bước chân Tổng Bí thư từ ngày thơ bé đến tận những năm tháng cuối đời. Chiều nay lặng lẽ trong nỗi buồn thương. Từ chùa Phúc Cảnh đến đình làng Lại Đà, hồ Bán Nguyệt, không gian nào cũng vương vấn hình bóng của người con ưu tú. 80 năm tuổi đời, sau gần 60 năm công tác, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về với đất mẹ linh thiêng. Nỗi nhớ về người sẽ còn vương vấn nơi làng cổ Lại Đà, đúng như những dòng lưu bút đầy xúc động của chị Nguyễn Thị Việt Hà, một người dân Lại Đà luôn yêu kính người có viết. Kính thưa bác, trái tim lớn sinh ra từ ngôi làng bình dị bên bờ sông Đuống, từ người mẹ tảo tần sớm hôm đã ngừng đập để trở về với cha mẹ tổ tiên, hòa vào ngọn cỏ bờ đê, vào hồn cốt ngôi làng cổ trong sự yên bình của đất nước hôm nay. Cháu vô cùng tự hào vì được sinh ra tại làng Lại Đà, nơi có người con ưu tú kiệt xuất của quê hương. Cháu biết ơn và vô cùng thương tiếc bác. Người đem hạnh phúc vẽ vàng, mang theo gấm hoa cho nước nhà, quân dân ấm no tràn hòa, đổi lấy thanh xuân của người. Trời buồn trời đổ mưa, con buồn vì mất người rồi. Sao sáng trên trời như lời người dạy muôn nơi, nâng niu mọi thứ chỉ quên mình, thời gian lắng lo cho dân mình. Trái tim to lớn ngừng đập, hàng triệu nước mắt tuôn trào, kiên cường bất khuất sông hiên ngang, cúi đầu tưởng niệm phút nghiêm trang. Khắp bốn phương trời chúng ta nợ người lời cảm ơn. Người đem hạnh phúc vẽ vàng, mang theo gấm hoa cho nước nhà, muôn dân ấm no tràn hòa, đổi lấy thanh xuân của người. Trời buồn trời đổ mưa, con buồn vì mất người rồi. Sao sáng trên trời như lời người dạy muôn nơi, nâng niu mọi thứ chỉ quên mình, thời gian lắng lo cho dân mình. Trái tim to lớn ngừng đập, hàng triệu nước mắt tuôn trào, kiên cường bất khuất sông hiên ngang, cúi đầu tưởng niệm phút nghiêm trang. Khắp bốn phương trời chúng ta nợ người lời.